Chú hàng xóm với chú hôm anh bị đau bụng ấy, à hôm anh bị đau đầu ấy, khoai hết vườn đấy, khoai nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi, xem là chú nó mình đi lấy đâu đấm đâu để trồng này. Bây giờ mấy hôm nay tối toàn mưa to này, đất ướt lắm, biết làm kiểu gì vậy? Chắc mình trồng một ít ngô ngô ngọt thôi. Tí nữa đi ngô ngô nhé, ngô để trồng luôn kìa. Nay bà đi viện nữa, em muốn đi thăm bà. Hay tí nào chồng mình đi đón con đi thăm bà tí chứ. Làm xong rồi đi thăm. Cho nó ít một đi rồi, một tình nó không mấy đâu. Chắc bọn này rồi. Nấu này ngon hơn úp vậy nhỉ? Ngon. Nữa. Tranh chiếc đàng hoàng nhá. Mì tôm Hảo Hảo kính mời. Đã được ăn rồi. Ăn rồi. Sáng thôi. Đấy nha, bắt chanh rồi sẽ ăn nhá. Vâng, ăn được rồi. Nhân sáng. Chắc tí đi cuốc hố anh. Để xem nào, làm sợ trời nó mưa nước, mưa đất nó ướt đi. Cuốc hố để trồng cây chua. Cứ cuốc hố của Vân để đấy đi. Thì nó đi thăm bà thì ghé qua chợ mua giống luôn. Để tí xem. Nó ăn ít, chỗ này ăn có khi được cả ngày đấy.
nguội tí đâu mẹ ăn được. Ừ. Nấu nó nóng. Vợ nhà trộn phân nhé. Vâng. Chồng đi mưa xuống làng đi mua đồ chồng. Mua một gói cho anh ạ. Ừ. Nó làm hàng thẳng lên cái này nó lật đấy. Đất cho nó thẳng nó nhìn lên lúc nào nạp cỏ nó dễ nhé. Vâng. Phải về lấy cái quà nó mới được nhỉ? Cần đâu. À. Cà phân. Quên mất rồi dặn anh. Trồng dày quá ngại, trồng bắp nó to ấy. Để nhìn nhìn nào. Ôi, vẫn đến được hàng áng rồi. Một cái hai hạt này nhiều mà. Chắc phải đến dưới kia hết. Ừ. Trồng được bao nhiêu trồng đâu mình trồng rau. Ừ. Bạn đi bỏ phân đi. Xứ Thái Lan, anh ơi. Hả? Ngồi ngọt lắm ấy. Ừ. Đây là của Thái Lan ấy.
Thái Nam sang à? Phân với đất nó đều nhau trồng. Ừ, nó đỡ sức hơn. Bố hố cho hai hạt thôi nhỉ? Ừ, hai hạt hai bên mà. Đừng để gần nhau một tí. À, anh ạ. Ừ. Không, nó mới chung nên là không được ăn. Nốt chứ, không nó mới. Một lạng được nhiều phết anh ạ. Ừ. Mới trồng được nửa gói phết. Hai muỗng thôi, còn đâu để trồng rau ấy. Rồi vợ, hết rồi. Thế nó còn đâu để đất chứ? Cần hết vợ, hết luôn vợ. Mình để đây để mai sau chỗ nào nó chết mình dọn nhỉ? Tải em ít bao tải để gọn này chứ.
chuẩn bị đi đi. Ờ, xong rồi, tắm xong. Em lấy cái áo dài đó. À, bóc cho con lấy ít dâu này. Con lợn á? Ừ. Sáng nay nó vừa ăn no mà. Nếu em thì nó không có. Nào con lấy cái gì lấy đi. Ông lấy cho con hộp sữa này, lấy sữa. Để cho 27. Ông đâu được chưa? Đấy 12 tí này kìa. Đấy, đúng không? 27.000. Con ăn gì nữa không? Ăn kẹo mút không? 37. Thôi nhỉ. Vâng. Ê, ông già con cháu. Vâng. Đi con đi đường này luôn. Đường này con này.
thì nó cũng được nữa mà. Có hàng hóa kèm hàng rồi đó. Chỉ bằng nữa, có chỉ thế cho lên thì bà đau không? Chó. Bà nội của nó con đấy. Không sợ. Thì cho bà sợ không? Không được kính nước nóng đâu nhá. Còn cái gì cũng kính nước nóng đâu nhá. Nó không bỏng ấy. Đấy, nước nóng mà bỏng như này. Đấy mấy hôm nhá. Cái tuần này thì sẽ tự nghỉ nhá. Không sợ không? Không sợ cho bà. Mình có đắp là ở đây rồi. Thì cứ bác sĩ thử rồi này. Bà nội thấy hai cháu rồi không lớn đâu. Đấy đang ở trên này người bà cũng thấy bé ngoài lớn hơn đấy. Ngày xưa thì lúc ở với bà bé tí. Tí bà ấm là bóng bà nè. Bố mẹ đón đi thì bà. À, mấy năm nay mới được gặp bà nhỉ? Bà. Cuối tuần thì có đón với bà nhé. Đấy, rất là mạnh.
được khỏe quá. Quấn tạm còn thêm tí bác sĩ rửa rồi. Bác sĩ bỏ quấn đây. Thì chúng ta thấy bụi mà nó khô, nó nứt. Có đau không bà? Nhẹ tay. Đau đấy. Nổi hết cả da là rất đau. Nhẹ tay. Nó bánh dặm dặm ấy, nó bánh dặm cho cháu ăn ấy, nó cứu cho cháu rồi, nó ngược cho cháu đâu, nó bị đau rồi, bỏ hết đây. Đấy, nước sôi đấy, nước bánh đổ trên bàn, nó bỏng thế đấy. Con nhờ bác ở đây trông mẹ con nhá. Con xin phép con đưa con nó đi về nhé. Mẹ bố bấm cho mẹ nhá. Vài hôm con lại ra mẹ. Ba nuôi ai ba nhiều qua để cho chân nó khỏi nhá. Cháu phải quan tâm đến bà thế nhờ nhỉ. Tụng bà lắm đi. Thế mẹ bố thuật bà ra viện thì bố mẹ tôi về nhà chơi nhá. Vâng. Ê, con chào mẹ con về đây. Mẹ cố gắng ở đây điều trị nhá. Hôm nào khỏi ông đưa mẹ con về sang cho con ông nhá. Mưa chắc mọi người về hết rồi, mình xuống bơi một tí thôi nhé. Vâng. Anh ơi cho mấy đứa trẻ con nó bơi tí nhé. Vâng, vâng, cảm ơn. Thank you.
ngoài đây thôi, thế thôi. Dạ con. Con thăm ấy thôi. À, bố bố ạ. Đó, cái này mình bố bơi này. À, được không? À. Mình lên kia mình trượt cái cầu cao để xem phát xem. Hai vợ chồng nhảy lên tắm đi. Sắm mưa to rồi. Ôi, ôi, ôi. À,
bác qua nhìn. Con mẹ ăn mẹ hai con nha. Ăn đống bơ mấy cho. Con nhỉ? Ngon quá. Ngon. Ăn cơm ăn. Ra xích đu ngồi chơi nhá, để bố mẹ nấu cơm cho các con ăn nhá. Con lợn ốc tạ đúng không? Con lợn trong bao nhiêu cân?
mà lấy chân sang ạ. Chân nó bị sao rồi? Mẹ ơi! Bố ơi! Chân con lợn nó bị sao rồi? Nó bị liệt từ bé à bố? Bố ơi, nó bị liệt từ lúc nào ấy? Liệt từ bé con ạ. Có ông cho bố về nuôi. Thế nha, bắt đầu nó ăn nha. Nó có đi được không bố? Đấy, nó đi nó nê nê thế này này con. Nó không đi, nó nê bằng hai chân. Con thấy nó thương không? Nó thì ăn. Qua bố mình còn làm cái chuồng này cho nó đây. Ra đi chơi anh em một chơi nhá.